95 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú sẽ có ngay một chiếc xe màu đen form dáng nhìn rất xinh xắn và xịn sò. Và bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng theo em kiểm tra về chiếc xe này coi em nó có những gì ha. Để nói đầu tiên thì em muốn gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân yêu nhất về tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn đã theo dõi clip này. Chúc cho đà gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ ha. Chiều ngày hôm nay thì bên em mới vừa cập bến về một chiếc xe Ford Escape sản xuất đời 2003. Con này đăng ký là 5 chỗ ngồi với phiên bản là số sàn, đồng sơn si, nội thất sạch sẽ với số tiền chỉ là 95 triệu đồng mà thôi. Con này đăng ký 5 chỗ ngồi mà anh chị nhìn thấy nó phong dáng nó giống như là 7 chỗ nha cô chú anh chị. Rất rộng, nhìn rất là to. Và đặc biệt con này thì là phiên bản là số sàn nha anh chị nha. Dòng này thì dung tích xy lanh chỉ là 1.9 coi như là 2 chấm ha. Con này chạy thì nó rất là lợi xăng hơn dòng số tự động nha. Con này thì chạy giá tầm 8-9 lít nha cô chú anh chị. Đây. Nội thất thì con xe này không thể gì mà che được luôn. Nỉ nè, trần nè, rất chi là đẹp. Đây, vậy thôi. Tắp bi, tắp lô nè. Đó, xe hai túi khí. Rất đẹp, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Con này là cần tìm đối thủ nha quý anh chị nha. Đó, dòng này giờ sót lại trên thị trường mà xe được cái chất liền xe như vậy thì quý anh chị thấy rồi, tìm rất là khó nha. Rất là đẹp luôn. 95 triệu là một sự lựa chọn cho quý anh chị nào đam mê về dòng Ford Escape này. Đây. Ở đằng sau thì em nó rất là rộng rãi luôn. Đây, khoang cốp ở đằng sau nè, chỗ này anh chị tha hồ được đồ ha. Chiếc này anh chị thao quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Không thể gì mà chơi được, rất liền lạc. Anh chị nào đã từng xài những dòng này thì anh chị lên con xe này là thấy con xe này là chị xuống tiền thôi. Tại vì em nó rất là liền lạc, rất là ok. Cửa nẻo đóng rất là chắc. Keo chỉ thì căng đét không mất một tí nào luôn. Với một cái khoang cốp ở đằng sau này thì anh chị thấy chỗ này mà quý anh chị nào đi công trình ha, đựng mấy cái đồ lặt vặt là đúng bài luôn. Đó, mấy khoang mấy mài mà cắt mấy đục là ok luôn. Đây, anh chị thấy nè. Xe nó rất là rin, rất là liền lạc. Rồi, bánh sô cua cái này nó nằm ở dưới này nè. Đây phải mở cái này ra nha cô chú anh chị. Đây, coi anh chị xem nè, đầy đủ không thiếu một cái gì hết. Em mở ra sao ta? Bỏ nó ra thôi. Đấy, anh chị thấy nè. Rất chi là đẹp luôn, quý anh chị thấy không? Không có gì mà chê được chiếc xe này nè, kèo cột trụ A nè. Xe này giờ thăm nó liền lạc lắm cô chú anh chị. Đó, quý anh chị nào đã đam mê dòng xe này thì xin một lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0980 22220 hoặc là 0968 22220 ha. Đấy. Rồi bây giờ đến cho quý anh chị xem về hệ thống ở trên phần cái phần máy em nha. Đây là cánh cửa tài nè. Cánh cửa được sử dụng nhiều nhất là ta nói nó đẹp 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 kinh khủng luôn, vô lăng nè, túi khí nè. Trời ơi, chảy nước miếng luôn anh chị. Xe này có hỗ trợ một màn hình Android, một camera hành trình và một camera lùi nha quý anh chị nha. Có lóc cửa luôn nha. Đây, hỗ trợ thêm một cái lóc cửa nữa nha. Đấy, ok. Rồi, em sẽ đề cho quý anh chị xem nè. Máy lạnh thì anh chị khỏi suy nghĩ luôn. Rất êm, đèn còi xi nhan đầy đủ. Đó, phiên bản số sàn, ngon lành cành đào. Đây là nắp mở nè, nắp capo. Dòng này thì hiện tại là máy đang nổ nè anh chị. Máy nổ rất êm, cực kỳ êm. Con này anh chị đứng sát bên lắng tai mới nghe được tiếng máy nổ. Máy nổ cực kỳ thì thầm luôn nha cô chú anh chị. Đây. Bằng máy nè anh chị thấy không? Rất khô ráo và sạch sẽ. Đó. Máy là không có độ hơi độ hám nha nha cô chú anh chị. Dàn viết nè, rất đẹp nha. Keo chỉ nè, nó căng đét luôn, tem rin nè. Ok anh chị. 95 triệu đồng thôi là một sự lựa chọn cho quý anh chị cô chú sở hữu ngay chiếc xe này. Cô chú anh chị nào đúng tay, đúng chân, đúng cầu, đúng nhịp thì xin lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0798022220 hoặc là 0796822220 ha. Con này kiểm định thì còn tới tháng 1 năm 2025. Bốn cái giỏ bánh của em nó thì vẫn được coi như là 50-60%. Đây, ra lăng đúc vin theo for luôn vậy không? Rất đẹp liền lạc. Con này thì gầm bè anh chị khỏi suy nghĩ luôn. Gầm là bao len keng, bao lồng đẩy, bao len xà beng luôn. Anh chị thấy không? Đẹp không? Trời ơi ta nói. Không thể gì chê được. Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Rồi, quý anh chị nào thiện chí chiếc xe này thì cứ xin vô lòng liên hệ với em nhé. Và đây là lần đầu tiên của chú anh chị đến với kênh của em. Thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý chị một video sau.